Các bạn đã quay trở lại với channel Mania, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bằng cách cài đặt cái dòng driver máy in HP Neverstop Laser 1000W cho cái hệ điều hành Windows 11 nha. Thì trước khi cài đặt thì bạn nhớ gắn dây nguồn vào máy in, đồng thời các bạn sẽ gắn dây cáp kết nối từ máy in, các bạn sẽ gắn kết nối qua cổng USB vào máy tính hoặc là laptop của bạn nha. Đó, các bạn sẽ gắn vào cổng USB nha, cổng nào cũng được nha. Đó, các bạn sẽ kiểm tra xem là cái máy in của bạn có bật nguồn lên hay chưa nha. Sau đó các bạn sẽ gắn dây kết nối USB, các bạn gắn vào máy tính hoặc là laptop của bạn nha. Các bạn sẽ chọn cái vị trí cổng USB nào mà kết nối tốt nhất để bạn gắn vào máy tính hoặc là laptop của bạn nha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ lít phải chuột vào disk PC, chọn show more option, rồi chọn property. Đó, ở đây ở cái phần Saitama About thì các bạn sẽ nhìn sơ qua cái cấu hình cũng như cái phiên bản Windows của các bạn nha. Ở đây máy mình đang chạy Windows 11 Pro version 22H2, hệ điều hành 64-bit nha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn cũng click phải chuột vào disk PC, chọn show more option, chọn cái dòng Managi. Thì cái bước này khi các bạn gắn dây cáp tín hiệu vào thì ở cái phần Device Manager, rồi các bạn sẽ tích vào cái dòng Register, đó nó phải hiện thị cái mã máy in của bạn ra nha. Đó thì khi đó các bạn mới cài đặt được driver nha các bạn. Rồi bước tiếp theo các bạn sẽ mở cái trình duyệt web của bạn lên. Đó các bạn sẽ gõ cho mình download driver HP Neverstop 1000. Đó các bạn sẽ truy cập vào trang chủ của HP Neverstop 1000 luôn. Rồi ở đây các bạn sẽ tải cho mình cái phần Basic Driver. Đó các bạn sẽ chọn vào cái dòng cái mã HP Neverstop 1000W. Đó thì cái máy in của mình là HP Neverstop 1000W. Đó các bạn sẽ chọn đúng cái mã, sau đó các bạn sẽ bấm mở vào cái file vừa tải về để các bạn tiến hành install driver nha. Sau khi bạn tải về thì bạn bấm mở luôn. Thì bây giờ cái quá trình nó đang install để tiến hành cài đặt driver nha. Rồi, các bạn sẽ chọn vào continue. Rồi tiếp tục các bạn sẽ nhấn vào continue. Rồi các bạn sẽ tích vào ô vuông và chọn accept. Rồi chọn yes. Chọn yes luôn. Thì cái quá trình này nó đang install driver thì các bạn sẽ chờ trong một ít phút nha. Rồi các bạn sẽ tích vào cái dòng Automatic Setup, chọn Next. Rồi các bạn sẽ tích vào cái ô vuông và chọn Next luôn. Rồi ở bước này các bạn sẽ chọn vào cái dòng Cancel. Rồi các bạn sẽ tích vào USB. Đó rồi các bạn sẽ nhấn Next. Đó thì cái quá trình này các bạn sẽ kiểm tra lại một lần nữa là các bạn cái cáp tín hiệu các bạn gắn vào nó có ok hay không nha. Đó thì nếu mà nó chưa nhận thì bạn rút dây cáp ra và các bạn sẽ gắn lại nha, để cho nó nhận là cái tín hiệu nha. Rồi như vậy là cái quá trình install driver đã xong rồi đó bạn. Rồi bước này thì các bạn cứ nhấn Next. Rồi cái dòng thông báo này là chứng tỏ đã setup hoàn thành. Setup hoàn thành rồi nha các bạn. Rồi các bạn sẽ vào Control Panel, Device and Register. Rồi các bạn sẽ chọn vào cái dòng Register and Scanner. Rồi các bạn sẽ kéo xuống chọn cái mã main HP Laser Z.
chọn More Device and Register. Rồi các bạn chọn vào cái máy in HP Neverstar 1000W. Rồi các bạn sẽ set mặc định. Rồi sau khi bạn set mặc định xong rồi thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành, các bạn sẽ in test kiểm tra xem là khi quá trình các bạn cài đặt driver thành công á, thì khi các bạn nhấn lên in thì nó phải in ra những cái bản in test nha, hoặc là các file làm việc mà các bạn đã chọn để in thì nó phải nhận lên và nó in ra được nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ restart bay. Đó, thì sau khi mình nhấn lên in thì máy nó đã nhận lệnh. Đó, chứng tỏ mình đã cài đặt driver thành công rồi nha. Thì các bạn muốn chắc chắn và đảm bảo hơn thì các bạn mở cái file làm việc của bạn, file Word hay là file Excel, để các bạn in test thêm một lần nữa, để các bạn test xem là nó có in ok hay không nha. Đó, thì vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái dòng driver máy in HP Neverstar 1000W. Đó, thì video mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nếu bạn thấy video mình hay và hữu ích thì bạn nhớ like và nhấn vào chuông đăng ký để luôn luôn cập nhật được những video hay và hữu ích tiếp theo của mình nha. Một lần nữa cho phép mình xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video mới nhất nha.